Hello các bạn, hôm nay mình đưa gia đình đi vườn thư giãn nhé các bạn. Đây là một quán gần nhà, gần với quận 7 thôi. Đây là thuộc nhà bè. Các bạn nhìn này, vườn thư giãn vào 50m nữa bên trái. Có nhiều món lắm, vịt xiêm 3 món này, rồi gà hấp, muối, nồi đất này, heo tộc 3 món. Đây là quán học trò mình giới thiệu cho mình, nhà sinh thái này. Em nhìn nó quay lên. Khá là rộng. Đúng không? Đây là cái chỗ mà mình có thể thư giãn cuối tuần, đi khá là gần. Quận 7 ra đây có 5 phút thôi. Các bạn nhìn cái cảnh ở quê không? Phải không? Đấy, xe đi đậu đây ha. Nhìn luôn đây. Đến rồi các bạn ơi. Bây giờ mình mời các bạn cùng trải nghiệm món đồng quê cùng gia đình mình nhé. Hello các bạn, mình đang ở vườn thư giãn nhé. Xe hơi rất là mình để đây. Rất là nhiều chỗ để. Em xoay một vòng cho các bạn xem. Chụp cái xe. Đây là nhà container. Đây là chính. Đấy. Xe ơi, em nhìn này. Sống hết. Có nhiều con lạ nhỉ? Cái gì đây? Cá tôm sống hết này. Cá mú này. Các bạn cá mú nhỉ? Này, các bạn ơi. Con cá mú này. Để con nhìn con cá mú đi. Cá mú. Đây là như là cá chép giòn đó. Đi tham quan phòng nhé. Các bạn đi theo mình đi tham quan phòng xem đẹp nhỉ. Đây là cái quán học trò mình giới thiệu. Học trò giới thiệu. Mình đang muốn dừa nhỉ. Uống dừa này ngon này. Nơi này là học trò mình giới thiệu, đấy, gia đình học trò giới thiệu cho đây, quá là đẹp luôn. Bây giờ Nghĩ Dùng và Sao Huỳnh với Đông Nhiên mời các bạn cùng trải nghiệm những món ăn ở đây nhé. Ok, đây là vườn thư giãn này. Ok rồi. Hello các bạn, mình đã đến một món là món đặc biệt nhất của ngày hôm nay, đó là cá mú. Con cá
ăn uống mà mình có bắt một thứ ba đó. À, đây là món là đây là hấp Hồng Kông các bạn ạ. Cá mú hấp Hồng Kông đấy. À, một con thứ ba thì mình chia làm đôi đấy, chia làm đôi, một nửa là hấp Hồng Kông còn một nửa thì ăn được. À, đây là cá mú trưng tương, các bạn nhìn không, đây là cái món đặc biệt nhất của ngày hôm nay. À, hôm nay mình ăn món nào mình thấy ngon hết thì nếu mà ai mà muốn ăn thì đến đây nhé, để đến với vườn thư giãn. Và đặc biệt là những học trò của thầy Hùng thì hãy đến đây ăn, tại vì là Hùng cũng được thầy Hùng cũng được các gia đình giới thiệu thôi mà, gia đình học trò giới thiệu. Rồi các bạn là cùng thư giãn với mình nhá. Cá màu ếch này lần đầu tiên trong đời em nhìn con này đấy, nhìn lạ nhỉ, ôi nhìn nó này. Nhưng mà con này chế biến thế là món gì vậy? Cao lẩu cũng được, nướng muối ớt cũng được. Lạ nhỉ, nhớ để lần sau, tại vì lần này em lấy con cá to bây giờ lấy cùng anh nhá. Hello các bạn, bây giờ mình đi bắt cá nhá. Rồi xem có cá muối nào. Có hai loại là muối đen, muối trắng. Không, muối này này, sao này này, muối này là muối đen. Ừ, con này ha. Rồi, con đấy đi, con đấy. Đây, con nhìn con này. Khá là béo. Rồi, cất nhé, cất nhé. Lại xem ta thôi. Ký 38. Rồi, ký 38 nhé. Ký 38 gì vậy? Các bạn nhìn này, ký 38. Tươi sống này. Đấy. Ok. Không. Tôm sống rồi mà. Đây, đây này các bạn nhìn này. Đấy. Đấy, tôm sống đấy này. Nhảy tanh tách luôn. Đấy các bạn nhìn này. Đấy. Rồi, ok. Cá trình đấy. Cá trình con rắn là con trạch nấu. Đúng rồi, con cá trình này ngon lắm này. Con này nướng cũng ngon mà làm lẩu cũng ngon. Đúng rồi. Nó trốn sao con này nè. Con này con cá gì đây? Cái này. Cái này là con cá tầm. À cá tầm. Cái này làm mình ăn nướng là sashimi. Nướng đậu rồi. À, ngon nhỉ. Giống này luôn. À đây là mình đi cho qua đi tìm chỗ này nào. Hello các bạn. À, mình giới thiệu cho các bạn là món gỏi. Gỏi hải sản. Củ hũ dừa. Củ hũ dừa là mình cũng chưa ăn bao giờ, mình ăn thử thấy ngon không? Các bạn cùng xem nhé. Các bạn ơi, đây là món tôm rang me nhé. Này các bạn nhìn này. Quá là ngon rồi. Hello các bạn, đây là rau rừng xào với tỏi. Đấy, rau rừng xào tỏi nhé. Rất tuyệt vời này. Hello các bạn, đây là món canh chua nhé. Canh chua các bạn ơi. Đây là con cá mú này. Cá mú trưng tương. Cá mú Hồng Kông. Cá mú hấp xì dầu này. Nhìn ngon nhỉ. Đây là một con 1.3 kg đấy. Nhìn bụng nó này.